Ui pin này cháu sợ đấy không? Mày cứ cầm pin này tao thả vào cho. Mèo lành không. Xin chào tất cả mọi người, cô dì chú bác và các anh em. Hôm nay thì cũng là cuối tuần và cũng là cuối năm 2023 luôn. Thì bên cạnh nhà đây thì có ông chú nuôi được con mèo đen. Mèo đen bây giờ tìm thì cực hiếm luôn. Thì cũng nuôi được khoảng 2 năm thì chắc là cũng tầm gần 4 cân. Thì hôm nay thì mấy anh em chú cháu thì cũng làm tất niên cuối năm luôn. Thì dự định sẽ làm món mèo quay nguyên con bằng lò nướng 29 nha. Thì có gì mọi người vào cùng xem, theo dõi, đăng ký kênh, ủng hộ mấy anh em mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Cháu làm nhiệm vụ này cho. Một cái việc gì này? Anh phải buộc cái bên miệng gì này? Buộc đó. Buộc cái việc gì này? Xong rồi đây ở đây cho nước này một tìm. Anh buộc chặt vào anh ạ. Buộc chặt vào quan trọng nhất, không buộc chặt. Không thì nó khỏe nó bay ra ngoài để anh thay ạ. Mèo đen anh ạ. Mèo đen. Em Tuyền luôn. Ông chú bên hàng xóm chú nuôi phải đến 3 năm rồi. Buộc chặt vào anh ạ. Năm nay anh em mình tất nhiên to quá nhỉ. Con này khoảng độ 4 cân. 4 cân đấy. Hôm nay mấy anh em làm xong bắt đầu thui lổ ra. Nướng cho cái máy của em Cường nướng lổ ra. Nó giòn ra. Thì ông anh giấy út mình. Du mấy giờ nó về rồi? Alo. Ra ngoài chơi. Uy tín. Ui, chậu bục anh Thanh ơi. Hả? Chậu bục à? Ui, chậu bục ra bố hết nước. Ui giời ơi à. Chậu này thì có cái thùng sơn à? Cường, có cái thùng sơn à? Ôi ra đây cho anh cái thùng gì đây? Chậu bục ra hết nước. Ui giời, từ nãy thì nó thò mõm lên nó thở đó. Đây có thùng luôn anh ơi. Tầm này nhấc ra xem nó ấy không? Cầm cái. Ôi gần xong rồi, kia đó. À chết chưa? Vẫn đầy nước nhỉ? Thôi không ra đâu, gần xong rồi. Chả phải bịt ấy đâu anh ạ, chả phải bịt mâm đâu. Anh lấy cái que anh dí đầu nó xuống anh ạ. Nước không biết nó có được vào được tải không anh? Hả? Nước nó có vào được tải không? Chỉ cần nó không thở được là được. Nó vẫn đang tăm tăm này mà. Con báo. Quá ok nhỉ? Trời ơi. Đây đổ nước này cháu mặt cho nhẹ. Cái này phải nướng thì phải mổ ngoài nhiều hơn. À mổ rút à? Mổ mà nướng cả con thì phải mổ rút. Vâng. Cháu cứ làm sao cho phí chú sang mổ cho cháu lúc nhá. Con này không nhúng này anh ạ. Nhúng ngon lành thì nhúng ngon lành làm cháu bốc thì nhỉ. Anh ok để chú cơ. Không phải thì lúc cho nó 30 giây để cho nó ngấm ngon. Con này đen tuyền này nhỉ? Nhỉ? Đen tuyền mà. Xì luôn này. Kiếm đen tuyền này giờ hơi bị hiếm đấy. Ấy, ok rồi chú ơi. Lúc nữa là được. Cần cái lúc đen tuyền này nó phải sướng. Mèo này nó chỉ có sáu cái nổ thì nó nở. Đúng rồi.
Nướng thì nướng là nó hao. Nhưng mà nó đẳng cấp, nó ngon. Ngon, chủ nhận. Nhưng mà mình ăn nổ chứ nó nhiều rồi chú ạ. Hôm nay nướng buổi mấy chú cháu mình ăn xem nó khác. Này dùng một lượt nữa là được chú ạ. Chân kia cũng sạch hết rồi. Chân này sẽ phết rồi đấy. Vâng. Cần cái đầu nữa nó. Đầu dính thêm tí nữa để cắt. Thôi nước thôi đi. Thôi được ạ, ở mâm thôi, cửa bếp đây cả. Để cháu cho một tí. Như này. 90% rồi. Nhúng nước vào này là ổn. Cháu sợ nóng quá. Nhìn to nhỉ, trắng bốc. To à? Như con chó. Đây, chỗ này là bắt được rồi chú. Cho vào nồi nướng nó vàng khe hết mà nhỉ. Kiểu của cậu Cường là muốn cho nó mùi rơm, khói bung bét này, khói bung bét, mùi rơm, mùi riếc. Này có ông em phụ, ông chú này, ba chú cháu làm, mọi người bận hết rồi. Ai đồ Hoàng Hiệu thì chở khách đi rồi. Sạch hơn rơm chú nhỉ? Sạch mà mình cháy được hết cái vỏ. Trên này còn gọn gàng hơn rơm nhỉ? Nó có cái nông nào nó mới còn sót nó cháy được. Nhưng mà khả năng thì nó không mùi được thơm bằng như rơm. Nhưng mà mình đây là mình còn nướng như chú không nhỉ? Nướng nào nó chả. Chứ bảo mình xáo đâu, hay là mình làm than củi nữa cơ mà. Nếu mình làm ăn nẩu hoặc mình xáo thì thui rơm thì nó thơm hơn, đúng không chứ? Nào mình cho nên mình quay. To đấy, nhìn to đấy chưa? Cái kho này ga yếu thế. Chú vặn ở kia kìa, nắp này xoáy này. Hết cỡ rồi, nâng nữa. Thế thì bình này chắc là sắp hết ga rồi. Ờ, đi học về à? Ừ. Xin giới thiệu với mọi người, con mèo này chú nuôi khoảng 2 năm rồi. Đen tuyền. Con tí này tí ăn xong mà còn xương thì mình nấu cao được chú nhỉ? Nấu cao được. Cho hết mà nấu cao xong ngâm rượu ngon. Tí phải bớt được cái mật chú nhá. Đi kiếm hết rượu, rượu trắng về pha vào. Mật của nó quý. Mật chỉ đổ vào rượu thôi. Vâng, đổ vào rượu trắng. Rồi để nằm thế này to thật chú ạ. Nhìn to lắm. Ướt mồm, mồm đang ướt. Hôm nay có chú Phước đầu bếp nha. Thui rơm mấy chú cháu tất niên bụi lắm chú ạ. Thui này cho nhanh. Anh Hiệu bảo như lợn mán. Nó to gần bằng con lợn anh ạ. Nhìn như con lợn mán. Nó to gần bằng con lợn anh Hiệu ạ. Tí con này mà cho nên phên quay nó mới khủng khiếp. Sơn Tứ mua có rảnh không? Này mình xay riềng với xả để cho vào ướp mèo. Mèo ông chú thịt xong hết rồi, chuẩn bị ướp. Đấy. Đội rau dưa cũng là phục vụ nhiệt tình. Chào bà con này. Cho luôn cả hành khô vào.
xay nhỏ hết xong mình cho ra ướp. Đừng quá, tí mình pha nước chấm cho này. Ừ. Hết sạch rồi à? Nó bấm bấm rồi. Bấm vào cái nút đằng sau ấy, đen đen đằng sau ấy. Đấy bên dưới đấy. Được rồi đấy, nhỉ. Rút cái điện ra không đến lúc lại nhỡ đang thò thò vào đấy này vướng vào cái công tắc, thế là năm ngón tay lại xong, còn cái cùi. Đây mấy anh em làm sạch sẽ ở đây, bây giờ chuẩn bị cho lên tẩm ướp quay. Riềng xả, hành khô, mắm tôm, sa tế, cho ít thôi, cho ít mắm tôm, mùi ghê lắm. Để chuẩn bị tắm cho em nó sạch sẽ, thơm tho. Có phải cái châm châm cái da cho nó giòn nhỉ. Bỏ nước ướp thần thánh. Tất nhiên này đông đấy nhỉ. Đấy em lại lấy thêm con ở bên trong em vặt tiếp cho anh đi. Nhổ. Cứ con nào nhiều nông em vặt cho anh. Được cái da là nó quay lên cái vịt, cái da nó ngon làm gì. Ôi cho cả mắc khén à. Hay là cái gì? Hạt dổi, hạt dổi. Hạt dổi cho vào cho thơm. Uống nước chấm. Còn thu đấy. Em gai chấm kiểu đẹp gai. Anh này đẹp trai hơn. Rồi bắt đầu khâu vá đấy. Khâu vá, cho hàng của em khâu anh. Hôm nay mình ăn món này nó kỳ công nhưng nó ngon phải không? Không, ăn nổ suốt rồi. Ăn nổ suốt là hư mồm, ăn là hư mồm. Hôm nay anh em phải làm món quay. Quay nướng. Mà quay cả con. Mèo nói là mèo đen quay nguyên con. Ừ, đúng rồi. Đấy. Anh ra nhóm nò đi. Thế em quay anh ra nhóm nò đi. Ừ, để anh nhóm. Đâu rồi, nò đâu rồi. Hả? Đổ hết cái than vụn này đi à? Này dán tí nữa ấy luôn Cường nhỉ. Này, than này là than không khói nhá. Than không khói à? Than tuyển thôi. Mình nghe nó đẹp đấy nhỉ. Nướng chỉ có ngon thôi. Cái này đắt mà. Mấy chục nghìn một thùng. Nách này mà nướng thế này quá ấm anh nhỉ. Ừ, nướng này. Hôm nay anh em mình món nướng này là hợp lý. Hứa hẹn một món mèo nướng quá. Quá ok luôn. À quên rồi, chưa đi kiếm rau má rồi em ơi, chết rồi. Quả đi đi qua Thanh Hóa đi. Thanh Hóa. Cái này có nhanh được không anh? Lâu rồi. Cho đi xăng rồi được. Xăng thì quay nó mùi em hiểu chưa?
Mình châm thế này cho nó ngấm cho nó giòn ra. Có phải chát chanh không? Bôi vào cho ngấm anh. Bôi cho ngấm giòn ra. Không. Cho bà nò kia thì nó cũng nhanh như không phải. Cho nên màu thôi, nước màu. Thế mình cho luôn cả nút chai vào cho nó đọng. Pha màu mình cho mật mía nhỉ Cường nhỉ? Mật mía với lại cái gì? Giấm hồng, giấm trắng. Chủ yếu là mật mía cho nó vàng. Và cho nó nên màu cho nó. Chứ nhiều khi có người không biết lại bảo là cho phẩm màu. Chứ đây mấy anh em dùng toàn bộ là mật mía này, giấm trắng, giấm hồng này, đường này, kẹo đắng. Đường đấy như là kẹo đắng đấy. Đây là cái gì đây? Bạch nha. Bật to này, bật lên chưa? Không, bật. Đó, cho em nó lên, bắt đầu cho em nó lên tắm màu. Lên màu đẹp không? Quá kinh khủng nhỉ. Mèo đen nguyên con. Quay. À, quay nguyên con. Rồi cái này xong để cho nó ngấm. Để cho nó ngấm cho nó khô ra đi, xong bắt đầu mình nướng nó mới giòn. Đây. Làm một bữa tất niên mèo đen mà anh em quá nhiều công đoạn. Cầu kỳ. Cầu kỳ. Quay là cầu kỳ hơn là băm nhúng. Băm nhấm thì nó lúc này vừa ngồi rồi. Mình chào tất cả mọi người, chào anh em nhé. Hiện tại thì mấy anh em mình cũng đã thịt xong, sạch sẽ, tẩm ướp, rồi là tắm màu đầy đủ nhé. Hiện tại anh em cho ra nò quay, siêu phẩm nò quay 29 của anh em mình, để cho em mèo đu quay. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ anh em và đăng ký kênh ủng hộ anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhé. Hôm nay anh em mình làm tất niên này, có làm tất niên sớm. Đơn giản có con mèo đen thôi. Đen tuyền em ạ. Đen tuyền đấy. Đen tuyền. 4 cân. Trong cái xương ấy vào trong để mai nó chả. Dương chào anh em cái đi, bà con này. Chào anh em và mai nó. Chào bà con nhé. Cho thêm tí nước sôi vào không mặn quá em ạ. Cái này thì chỉ có tương phi hành khô thơm nên cho tương vào xong rồi cho đường, cho bột canh vào. Đấy, bây giờ anh em hạ xuống là để chặt luôn cho nóng ấy. Thôi đây, em vào giải chiếu mới lại chuẩn bị mâm bát ra đi.
cháy hết rồi. Múc nước chấm ra đi, vào là anh em ăn luôn, cho rau má vào. Gọi chú Phước sang đi. Gọi chú Phước ra đi. Quá ok luôn. Úi dồi ôi, vàng thơm luôn. Cái da của nó giòn đấy. Cái da này mà giòn. Bao nhiêu công phu, quay đúng vào tiếng rưỡi đấy cậu. Quay là phải chín đều như thế này chứ. Đúng rồi. Cây nước nào. Giờ đi tìm. Quá là ok luôn. Con này quay ra vẫn nở, nở vẫn to. Nở to, nở vẫn nở. Đúng rồi. Tất nhiên là phải thế này chứ nhỉ. Quá là ok. Cầm cả mèo. Được đấy nhỉ. Mời con thưởng thức món tiểu hổ. Con này con em tiểu thuyền. Hổ nướng lu. Tiểu hổ nướng lu đấy. Chặt đi. Quay này tẩm ướp kỹ nó được cái gia vị nó ngon. Ăn nẩu nhiều rồi, ăn sáo nhiều rồi, luộc hấp nhiều rồi. Hôm nay quánh quả. Hôm nay ăn món khác. Nướng nu. Vẫn nóng á? Quá nóng luôn. Không, chắc là chín rồi, tầm tiếng rưỡi là ok rồi. Quá ok luôn. Có giòn không anh? Chưa chắc là giòn. Da thì giòn. Ủa, quá chín luôn. Tại vì thực ra là mình nướng khâu vào mình nướng nguyên con thế này thì nó hơi bị nâu chín thật. Và nếu mà banh hết ra thì nhanh. Banh hết ra thì nướng vào thì chỉ độ 30 phút, 40 phút là tí là chín. Mèo này, mèo vui cổ mống chứ không. Ăn chặt như thế không? Nói. Rượu cả vò, mèo cả con. Anh Thanh nhỉ? Nhảy rồi. Chặt từ nóng. Nóng. Chân nó ghê. Rửa sạch kia đấy. Nhờ rồi, rửa qua sạch luôn. Hai đĩa đầy ập luôn. Anh đây mình có ăn được nhà này. Có bỏ hết đầu vào. Đi đa nơi mà. Anh là chuyên gia đầu đây mà. Chuyên gia đầu. Sao mang mấy cái đầu. Nhưng mà đầu này vừa nãy làm mà chưa đánh răng sạch. Cái đầu cũ ý. Hỏi ông Phước. Ông Phước không đánh răng. Đáng phải đánh răng cho nó sạch đi. Đã đánh răng rồi mà hiểu sao không đánh răng. Ông Phước tìm máy không để mật đâu. cái này cái mật của con này nhỏ thật đấy nhá. Mật một tí thôi. Hai cái lúc bắt cu cậu sợ mất mật. Chân giòn tan của. Chân giòn như vậy nhá. Chân này giòn ngã cả xương. Chính là món này thì chờ anh Hiệu về nhà. Vẫn nở to lắm nhỉ. Món này chờ anh Hiệu về mình đẹp thời gian. Đúng rồi. Nếu mà ăn nổi thì anh em một từng thì lúc là 12 rưỡi. Không phải quay. Không phải tính ăn nổi. Hôm nay phải tính ăn món nướng, không còn nổi. Nổi thì bọn em ăn thường xuyên. Đúng rồi. Nếu không nghe đâu, nhỉ. Hôm nay mình phải ăn quả này mình gặp người khác. Nói chung là quay này là uy tín đấy, mọi người ạ. Hiện tại thì anh em có quả... nó quay nướng 29 nó đấy, quay mà có thanh nước ở đấy. Quay nu. Thanh nước quá ok ấy. Luôn. Xong hết rồi nhá. Anh em nướng mấy tiếng đồng hồ bây giờ cũng đã xong rồi đây. Mời tất cả mọi người, mời anh em nhá. Tất cả mấy anh em chào bà con ra đi. Chào bà con. Anh em tôi ngay tất niên sớm. Anh em tất niên niên sớm chào gì? Nó thiết kế được con mèo đen của ông chú nuôi bên cạnh. Mèo đen Tuyền. Còn
4 cân, nuôi trong khoảng độ 2 năm rồi. Thì mời tất cả mọi người dùng tất nhiên với anh em nhá. Ui, chặt ra thế này nóng hổi luôn nhỉ. Quá ngon luôn. Ui giời ơi, làm thế này. Thử ra nào, thử ra nào. Được, giòn không? Da nó giòn nữa. Con đấy. Ăn đi anh em, dùng đi. Nên đi đi. Nào mời tất cả anh em đi. Chú ơi, vào đi chú. Sơn Dương ngồi gì gì chúng rồi. Được đấy chú ạ. Rồi cứ ngồi im. Cái đầu này chú ạ. Đầu để tí cháu ăn đầu, cháu thích ăn đầu. Chú nằm đầu hay là cái gì ấy? Hả? Tôi cứ nằm. Nằm vào đầu nhá. Không. Nào, mời. Thôi, chú cứ uống của cháu đi. Uống đi em. Đấy chú ạ, à, làm cả miếng đi, ngon này. Em hết chút, bây giờ là chắc là 3 giờ mới xuống. Có việc gì anh? Có rắc thủ thức đi ạ. Cái da giòn không chú? Ngọt đấy chú ạ. Nướng cả con này thì nó ngon. Nướng quả cả con này thì ngọt hơn là mình nướng kiểu như mình ăn 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 lẩu cũng không ngon, ăn lẩu cũng không ngọt được bằng thế này đâu. Thế nào em Dương? Ok. Thưởng thức món mèo mèo quê. Anh chuẩn bị ăn anh rồi hả? Anh đi chuẩn bị ăn anh rồi thấy chưa? Đây không phải ăn nóng hổi luôn vẫn phải thôi cả nhà được không em cho ý kiến thế nào? Cái này dài quá này. Không ăn thoát được như thằng này chứ cái gì. Cắt thẳng ra thế này ăn thì thôi không? Anh quay gần quá cho nhiều hơn hơi nhiều bằng tôm nào. Này cho cái gì? Ướp á? À? Tại vì nhiều khi cho nhiều mắm tôm quá là ăn nó hơi bị mùi mắm tôm. Thế bố nằm con chào à? Anh chỉ đóng con mèo cắt rồi. Con chào à? Nhà muối này. Phở. Để dành con còn cái mật ta để trên đĩa cân đi. Mật chẳng biết đâu. Cũng không. Thôi thôi có cái nhỏ xíu thôi chú ạ. Cái mật thì không được to nhỉ? Nó bằng đầu đũa chú Vương. Đó, cũng bằng đầu đủ. To hơn này thì nhưng mà nhìn có thấy mật mấy đâu. Nó không cái nó kiểu như cái mật nó nhỏ quá. Nó như Dương mà lúc bị bắt là hình như cu cậu đã sợ mất mật đấy. Mất mật. Cứ gửi chuột nhỉ. Cái này được cái thui thế này thì nó ngọt. Khâu chứ, có khâu. Có khâu chuột. Ướp giết xong không? Rút ruột nó khó. Khó nó nhỏ hơn. Mang chó mực và mèo là dân chủ quốc ăn được thịt mèo nhé. Khán giả 20 triệu. Ấy à, thế thì được. Anh làm được. Có, dân chủ quốc làm câu anh gì ăn được thịt đi. Anh cường ơi em này bắt em dùng rượu, các bạn bóp này này. Múc. Đây, lừa bắt rượu. Được. Để góc này. Để xương này. Để xong rồi đây. Để mình cho góc này. Để nó đầy thôi. Đầu bếp tẩm ướp chính đây. Chào mọi người cả đi. Xem là thử miếng ấy xem nào. Chào bà con. Đây gì? Da của nó giòn nhỉ. Da giòn. Không chơi giờ thì cũng không rượu. Không vừa thì thỉnh thoảng làm hớp thằng làm mắt. Có em thì hám điên. Hôm qua cũng tỉnh. Say. Ảo ma ca la vâng, tức lượng diễn mà, tức là người diễn lượng bị xương đã xin một ví ảnh đó, một ví thật cộng xong rồi vườn thu hoa, thả thu hoa lên cũng thay được quay nào dạy thuê bao nhiêu để người ta xin ví không, thuê hai ngày mai nữa để người ta xin ví tối mới cà phê trở lại đúng không, thu hoa này, ông thay được quay này chú, cả chú Hải, à chú Phước cũng vào xin được ví nữa ký, chắc là chút nó bo nó chị ảnh đồ, cháu muốn làm
Thôi xin chào tất cả mọi người, chào anh em nhá. Mình xin phép dừng video ở đây, mấy chú cháu chào mọi người nhá. Uống đi cái đi, mọi người uống chúc mừng sức khỏe mọi người cái nhỉ. Năm mới cũng sắp hết rồi thì chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe nhá. Chào con. Năm buổi rưỡi về thôi. Tối nay thì thôi không cần. Khi nào có duyên thì. Vâng.